kính chào quý vị, các bạn và các em. Bài học hôm trước, cô và cô Hương đã hướng dẫn các em bài tập về quy luật phân ly. Trong đó chúng ta đã tìm hiểu được dạng 1 là xác định tỷ lệ kiểu gen, kiểu hình ở đời con. Và ở cái dạng 1 đó thì chúng ta đã được tìm hiểu một cái quy tắc mà gọi là là quy tắc đặt thừa số chung, chính là chúng ta vận dụng sáng tạo cái cái kết quả thí nghiệm của quy luật phân ly của mendel từ đó chúng ta đã tìm được các cái tỷ lệ kiểu hình trong trường hợp mà nếu mà kiểu hình trội cơ thể mang kiểu hình trội tự thụ phấn vậy thì bài học hôm nay các cô sẽ hướng dẫn các em sang dạng bài tập thứ hai là xác định kiểu gen ở đời bố mẹ xin kính chào quý vị các bạn cùng toàn thể các em dạng bài hôm nay đó là xác định kiểu gen ở bố mẹ chúng ta tạm gọi là kiểu gen ở P. Dạng này thì nó ngược với dạng trên. Dạng này là từ kiểu hình kiểu gen ở đời con, chúng ta suy ra kiểu gen kiểu hình ở đời bố mẹ. Muốn làm tốt được dạng này thì các em phải làm tốt dạng 1. Và trong tất cả các cái trường hợp tính trạng trội hoàn toàn, trội không hoàn toàn rồi là đồng trội hay là gây chết để sang dạng này thì bây giờ các cô sẽ cung cấp cho em những cái ví dụ cụ thể để chúng ta giải rồi từ đó chúng ta lại rút ra phương pháp giải. Các em ạ, à, như vừa rồi thì cô Hương cũng đã lưu ý các em là trong cái dạng 1 các em ngoài vận dụng các cái quy tắc của cái quy luật phân ly trong thí nghiệm của Mendel rồi chúng ta đã tìm hiểu, so sánh các cái trường hợp À, trội lặn hoàn toàn trội lặn không hoàn toàn đồng trội hay gen gây chết rồi thế thì bây giờ chúng ta sẽ đi tìm hiểu cái bài tập để từ đó chúng ta có thể xác định được cái kiểu gen và kiểu hình của p rồi rút ra phương pháp và bài tập như sau ở một loài thực vật alen a lớn quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen a nhỏ quy định hoa trắng hãy xác định kiểu gen và kiểu hình của bố mẹ gọi là p để thu được F1 đồng tính và với cái bài tập này thì chúng ta phải lưu ý à, đề hỏi F1 đồng tính thì các em phải chú ý có thể là đồng tính trội hoặc là đồng, đồng tính, tính lặn và um, cái kiểu hình trội trong trường hợp này là là, là à, anh lên trội là trội hoàn toàn ừ. thế thì kiểu hình trội thì có hai kiểu gen à, đồng hợp trội à, dị, hợp. À, dị hợp và như thế thì sẽ có các kiểu tự thụ phấn hoặc là giao phấn khác nhau và thì đời con à, cho đồng tính hoặc là phân, phân tính tùy theo cái kiểu gen tự thụ đúng rồi và um, ta sẽ phải chọn kiểu sơ đồ lai phù hợp với yêu cầu đề ra là đồng tính hay là phân tính à, thế như vậy cô quyên vừa mới phân tích với các em là bài nào cũng thế chúng ta phải dừng lại để phân tích cái đầu bài một chút thế và à, cô quyên cũng có nhấn mạnh là ở đây à, người ta nói các em là xác định kiểu gen kiểu hình của p mà để cho F1 đồng tính. À, thế thì ở kiểu hình ở đây ấy, lúc nãy cô Quyên đã phân tích là có thể là uh, trội, có thể là lặn. Thế thì chúng ta thấy rằng là nếu mà trội thì như thế nào, nếu mà lặn thì như thế nào. À, đồng tính nếu đồng tính về kiểu hình trội chẳng hạn thì ở F1 ngay cái đời bố mẹ có thể là phải có ba khả năng xảy ra là trội hoàn toàn của cả hai bố mẹ. Thế rồi là hoặc là một bên trội hoàn toàn một bên là dị hợp rồi một bên uh, là trội hoàn toàn còn một bên là uh, đồng hợp lặn còn lại nếu mà đồng tính nữa về cái kiểu hình lặn thì chúng ta thấy ở F1 là chỉ có một trường hợp thôi đó là hoàn toàn hai bên bố mẹ đều cho kiểu gen lặn lai với nhau là A nhỏ A nhỏ lai với A nhỏ A nhỏ nếu như chúng ta ký hiệu A A là quy định đỏ À, A len A nhỏ thì màu trắng, thì chúng ta sẽ có cái trường hợp là A lớn A lớn à, lai với A lớn A lớn, tức là cây toàn cây đỏ lai với nhau. Cái trường hợp thứ hai là à, A lớn A lớn lai với cả A lớn A nhỏ, tức là cũng toàn cây đỏ lai với nhau như một đằng là đồng hợp trội và một đằng là dị hợp. À, cái trường hợp thứ ba là A lớn A lớn lai với cả A nhỏ A nhỏ, à, ở đây là kiểu gen là cùng là đồng hợp hết nhưng một đằng là đồng hợp trội một bên là đồng hợp lặn còn lại đồng tính về cái kiểu hình lặn thì chúng ta thấy ở F1 là chỉ có một trường hợp đó là hoàn toàn hai bên bố mẹ đều cho kiểu gen lặn lai với nhau là a nhỏ a nhỏ lai với a nhỏ a nhỏ thế thì kết hợp uh, tính trạng uh, kiểu hình trội này rồi kết hợp với cả kiểu hình lặn này như vậy là chúng ta sẽ có cái kiểu hình uh, ở P và như vậy chúng ta sẽ có những bốn trường hợp xảy ra mà ở đây thì đề bài người ta yêu cầu là xác định kiểu gen và kiểu hình hình của P vậy thì từ hai trường hợp mà cô Hương vừa phân tích đối với trường hợp trội đồng tính trội và trường hợp đồng tính lặn thì chúng ta sẽ xác định được kiểu gen của P tương ứng với kiểu hình của P trường hợp thứ nhất ta sẽ được kiểu gen là A lớn A lớn tự thụ A lớn A lớn và ta sẽ được đồng tính trội ở đây đó là đỏ trường hợp thứ hai đó là A lớn A lớn lai với A lớn A nhỏ chúng ta cũng được đồng tính trội là hoa đỏ trường hợp thứ ba là A lớn A lớn lai với A nhỏ A nhỏ thì ta sẽ được là tỷ lệ là đồng tính và đồng tính đỏ thế còn trường hợp thứ tư thì A nhỏ A nhỏ lai với A nhỏ A nhỏ thì là đồng tính lặn là tính trạng hoa trắng và như vậy từ ví dụ này có lẽ là chúng ta sẽ phải tổng quát các trường hợp à, tỷ lệ kiểu hình khác nhau cho các quan hệ khác nhau giữa các tính trạng thì tính trạng. đó là các cái quan hệ giữa các tính trạng cùng di truyền theo, theo quy luật chân ly mà chúng ta đã nhắc ở cái dạng trước đó là trội chứ. hoàn toàn, trội không hoàn toàn, đồng trội rồi gen gây chết thì để từ đó các em có thể dễ dàng chọn được những cái đáp án đúng tùy theo cái đề bài mà đề bài sẽ ra để mà làm được cái dạng 2 này, các cô lại đưa cho các em một cái bảng gọi là cái bảng là tỷ lệ kiểu hình ở F1 để chúng ta tìm cái kiểu gen của bố mẹ từ cái bảng này chúng ta có thể khái quát được ra các cái quy luật phân ly để giải các cái dạng này. ở cái cột thứ nhất tỷ lệ kiểu hình F1 thì trước hết chúng ta xác định là xem là có những trường hợp nào. thì trường hợp thứ nhất là trường hợp đồng tính, đồng tính À, thì chúng ta sẽ đưa vào cái tỷ lệ là một à, tức là chỉ có một loại thôi đúng một rồi. loại kiểu hình thôi và đồng tính ở đây Đấy. thì là nó là đồng tính trội Đấy. trường hợp thứ hai B đó là tỷ lệ phân tính là ba trội một lặn à, trường hợp à, C đó là một trội một lặng trường hợp D đó là tỷ lệ là một hai một trường hợp mà E đó là tỷ lệ là 2 chia 1. Và trường hợp F là 1 chia 1 chia 1 chia 1. À, thế mỗi một cái tỷ lệ kiểu hình này thì chúng ta sẽ xác định cái kiểu gen P tương ứng cho từng kiểu hình một. Ở đây ấy, thì chúng ta thấy rằng là ở cái trường hợp đồng tính là vì chỉ có một kiểu hình thôi và kiểu hình này là kiểu hình trội thì nó sẽ rất nhiều các cái kiểu của cặp bố mẹ đem lai like khác nhau. Chúng ta có thể thấy được rằng là có thể có tới tận bốn cái trường hợp nếu như là chỉ có một cặp gen và bốn cái trường hợp này thì chúng ta đã làm ở những cái ví dụ trước đấy cho nên là các em có thể tự viết à, thế còn ở cái trường hợp thứ hai là với cái tỷ lệ phân ly kiểu hình là 31 thì ở đây cặp gen của bố mẹ thì dứt khoát là chỉ có mỗi một cái dạng duy nhất nếu chúng ta xét một cặp gen đó là dị hợp cả bố cả mẹ đều dị hợp thế còn ở cái tỷ lệ 11 thì sao hả cô ở cái tỷ lệ 11 đấy thì chúng ta lưu ý là nó có thể có hai khả năng. Đối với tính trạng trội hoàn toàn thì đó là um, một trội và một lặn. Thì kiểu gen bố mẹ tương ứng nó sẽ là A lớn A nhỏ lai với A nhỏ A nhỏ. Nhưng còn một trường hợp khác nữa đó là tính trạng trội không hoàn không toàn. A lớn A nhỏ với A lớn A lớn. Tuy nhiên, nếu mà người ta chỉ nói là 11 thì nếu trong trường hợp trội không hoàn toàn thì chúng ta phải chọn cả hai khả năng khả năng thứ nhất là một bên là tính trạng trung gian và bên là lặn còn khả năng thứ hai là một bên là tính trạng trung gian và bên là trội thế còn nếu mà à, đề bài người ta hỏi là chỉ thu được tính trạng trội hoàn toàn thì chúng ta chỉ chọn một trường hợp đó là a lớn a nhỏ và bên kia là a nhỏ a nhỏ thôi thế còn trường hợp um, thứ tư tỷ lệ của hình là một chia 2 chia một thì chúng ta cũng chỉ có một trường hợp đó là tính trạng trội không hoàn toàn à, trong trường hợp di truyền trung gian hoặc cũng có thể là trong trường hợp đồng trội đối với lại cả di truyền nhóm máu ở người còn ở cái trường hợp gây chết tức là tỷ lệ 21 thì nếu nói đến tỷ lệ 21 thì chúng ta hiểu ngay đây là có gen gây chết và đương nhiên à, nếu như không chết thì nó là 31 còn nó chết nó chỉ còn có tỷ lệ hai một thôi cho nên là cái trường hợp này chúng ta cũng xác định dễ dàng đó là phải bố mẹ đều là phải cặp gen dị hợp à, đối với cái trường hợp thứ tư ấy, thì là tỷ lệ một chia một chia một chia một thì chúng ta cũng sẽ bắt gặp trong trường hợp à, di truyền đồng trội à, đối với trường hợp gen quy định nhóm máu ở người thế thì chúng ta lại quay trở lại cái trường hợp F và cái trường hợp D thì trường hợp D cô cũng đã giới thiệu các em là cũng có trường hợp di truyền đồng trội và gen quy định nhóm máu nhưng đấy là với cái trường hợp mà bố mẹ mà cùng có nhóm máu AB thế nhưng mà trong cái trường hợp F ở đây thì bố là nhóm máu A có kiểu gen dị hợp và mẹ là nhóm máu B có kiểu gen dị, kiểu dị, dị hợp. hợp như thế thì ta lại được cái tỷ lệ là một chia một chia một chia một chứ không phải là một hai một như ở trường hợp D Bây giờ cô và cô Quyên hướng dẫn các em sang dạng thứ ba, đó là xác định xác suất xuất hiện một loại kiểu hình nào đó ở đời con theo quy luật phân ly. Ở cái dạng bài tập này thì các em lưu ý những vấn đề sau đây. Thứ nhất là các em phải phân tích sự kiện cần tìm xác suất thành các cái sự kiện độc lập riêng lẻ. Thứ hai là tìm xác suất của mỗi sự kiện riêng. Thứ ba là xem mỗi sự kiện xảy ra có chắc chắn không? tức là xác suất này phải là 100%, còn nếu không chắc chắn thì chúng ta phải cần tìm xác suất. Cái lưu ý thứ tư thì các em phải chú ý là khi tính xác suất thì có thể đề bài yêu cầu phải tính xác suất về kiểu gen, có thể yêu cầu tính xác suất về kiểu hình thì ở đây thì nếu hỏi xác suất về kiểu hình đôi khi lại liên quan đến việc tìm xác suất kiểu gen của bố mẹ. Thì trường hợp thứ tư chúng ta cũng cần phải xem là xác suất kiểu gen của bố mẹ có chắc chắn hay không. À, sẽ là chắc chắn nếu như đề bài cho trước, cho trước hoặc lại cho thế hệ ông bà. Sẽ là không chắc chắn nếu như đề bài không hề cho trước hoặc cho kiểu hình. Chẳng hạn như kiểu hình trội lại có nhiều kiểu gen khác nhau thì buộc ta phải tìm xác suất cái kiểu mẹ. gen của bố mẹ để cho ra cái kiểu hình của đời con và để bài hỏi à, ví dụ cụ thể à, như bố mẹ mà là dị hợp vì ta cho là bố mẹ là là dị hợp à, A lớn A nhỏ với A lớn A nhỏ thì xác suất đời con mang tính trạng lặn sẽ là một phần tư và xác suất con mang tính trạng trội mà là trội dị, hợp, trội dị hợp thì sẽ là 2 phần ba còn trội đồng hợp thì sẽ là 1 phần ba à và ở xác suất sinh con trai và con gái thì con trai và con gái là luôn có xác suất bằng nhau và là đều là 1/2. Thì ở đây chúng ta phải lưu ý các em là à, chúng ta tính xác suất con trai và con gái bằng 1/2 là trong trường hợp gen nằm ở thường. Ừ. Bởi ừ. vì nhiễm sắc thể thường ở, ở nam và ở nữ Đúng là giống nhau. Giống nhau. Đấy, thì chúng ta phải chú ý cái điều đó. Thế và để tìm cái xác suất cuối ừ. cùng thì chúng ta cần phải áp dụng các quy luật xác suất rất là quen thuộc. Ví dụ như nhân xác suất để tìm xác suất của các sự kiện xảy ra đồng thời, à, cộng xác suất để tìm xác suất của các sự kiện xảy ra không, không đồng, đồng thời và và chúng ta trừ còn trừ sắc xuất. rồi là Đúng rồi. để tìm xác suất của các sự kiện xảy, xảy ra đối, đối lập không? nhau. À, bây giờ à, chúng ta à, sẽ cùng nhau đi tìm hiểu. Một cái ví dụ trong đề thi đại học năm 2012 để cụ thể hóa những cái vấn đề mà các cô vừa lưu ý các em. Ở người, xét một gen nằm trên nhiễm sắc thể thường có hai alen, alen A lớn không gây bệnh trội hoàn toàn so với alen a nhỏ gây bệnh. Một người phụ nữ bình thường nhưng có em trai bị bệnh kết hôn với một người đàn ông bình thường nhưng có em gái bị bệnh. Xác suất để con đầu lòng của cặp vợ chồng này không bị bệnh là bao nhiêu? biết rằng những người khác trong cả hai gia đình trên đều không bị bệnh? Đáp án A, 1 phần 2. Đáp án B, 8 phần 9. Đáp án C, 5 phần 9. Và đáp án D, 3 phần 4. À, trước khi giải bài này, à, các em sẽ nghe cô Hương phân tích đề. À, các em ạ, à, ở đây người ta đã cho là người vợ bình thường nhưng mà lại có em trai bị bệnh. À, con trai bị bệnh ở đây thì chúng ta biết rằng là nó sẽ là gen lặn tất tức là sẽ có cặp gen là a nhỏ a nhỏ. Và như vậy thì ông bà ngoại bình thường nhưng mà đã có đứa con trai bị bệnh, chứng tỏ rằng là ông bà ngoại dứt khoát là phải có một cái sao tử mang gen lại a nhỏ. Thế mà ông bà ngoại này lại bình thường thì thì chúng ta dễ dàng xác định được kiểu gen của ông bà ngoại, đó là kiểu gen dị hợp. Kiểu gen của ông bà ngoại dị hợp thì lại sẽ cho ra các con sẽ phụ thuộc vào ba kiểu gen đó là hoàn toàn trội là A lớn A lớn, rồi là dị hợp là A lớn A nhỏ và đồng hợp lặn đó là A nhỏ A nhỏ. Thế thì cái trường hợp A nhỏ A nhỏ là người em trai bị bệnh rồi là đã mắc rồi. Thế thì còn cái người phụ nữ tức là cái người chị gái đó lại bình thường, không mắc bệnh. Nhưng mà bình thường thì lúc này chúng ta không xác định được kiểu gen của cái người chị gái đó. Bởi vì người bình thường thì có hai kiểu gen. Đó là A lớn A lớn và A lớn A nhỏ. Thế thì bây giờ để xem là nó vào A lớn A lớn hay là A nhỏ A nhỏ thì chúng ta không thể chắc chắn được. Chính vì vậy mà chúng ta phải thấy là xác suất ở đây nó có thể chiếm là 2 phần 3 A lớn A nhỏ và chỉ có 1 phần 3 là A lớn A lớn thôi. Thế thì với cái phân tích đề bài như thế, chúng ta lại cũng có thể phân tích về phía người chồng. Người chồng bình thường thì lại có em gái bị bệnh. Cho nên là ông bà nội bình thường Chính vì vậy lại ông bà nội lại cũng phải có cặp gen dị hợp Đó là A lớn A nhỏ Thế thì người chồng cũng giống như người vợ Lại cũng có thể là có kiểu gen A lớn A lớn hoặc là A lớn A nhỏ à, Với xác suất cũng là 2 phần 3 A lớn A nhỏ và 1 phần 3 A lớn A lớn à, Tức là cái cặp vợ chồng này xác suất chúng ta đều phải tính ở hai cái trường hợp khác nhau, hai cái kiểu gen khác nhau thế thì cụ thể à, bây giờ à, tính như thế nào thì cô quyền hướng dẫn cho các em cái cách tính bài này vâng. à, trước khi đi vào tính cụ thể cho cái bài tập này thì cô cũng nhắc lại các em là vừa rồi cô hương đã phân tích cho các em là ở đây thì người mẹ hay là người bố trong cái trường hợp này mà để sinh ra con không bị bệnh thì trong trường hợp này là có kiểu hình bình thường nhưng lúc đầu thì à, là chúng ta chưa xác định được kiểu gen nếu như chúng ta chưa căn cứ vào kiểu hình của người con là ta chưa xác định được kiểu gen bình thường nếu thể là a lớn a lớn hoặc a lớn a nhỏ à, cô hương có đề cập đến là kiểu gen a lớn a nhỏ là có xác suất 2 phần ba hay kiểu gen a lớn a lớn là 1 phần ba đấy là ta so sánh là ta so sánh kiểu gen bình thường dị hợp trong số bình thường được. bình thường thì vì ông bà nội cũng như ông bà ngoại là đều dị hợp thì sẽ có 3 bình thường và một bị 7. bệnh vậy thì chúng ta so với ba bình thường dị hợp so với ba và bình thường đồng hợp so với ba thì ta mới có cái dị hợp hai phần ba và đồng hợp phần ba đấy thì cô lưu ý các em như vậy thế thì để giải bài này chúng ta có thể có cách thứ nhất là để làm nhanh thì chúng ta tìm xác suất sinh con đầu lòng bị bệnh đấy bởi vì con bị bệnh thì có kiểu gen là đồng hợp lặn thì chúng ta dễ dàng tìm hơn. Xác định được luôn thế và chúng ta sẽ áp dụng công thức là trừ xác suất đối với xác suất đối lập vì kiểu hình con không bị bệnh đối lập với kiểu hình con bị bệnh, bị bệnh. vậy thì nếu ta tính xác suất con không bị bệnh trước rồi chúng ta lấy một trừ đi thì chúng ta sẽ ra được xác suất con bị bệnh à, vậy thì cụ thể ở bài này thì vì đề bài hỏi là tính xác suất con không bị bệnh à, nhưng mà chúng ta tính xác suất con, con, bị, con bệnh bị bệnh trước vậy thì để sinh xác suất con bị bệnh thì à, bố mẹ phải là dị hợp phải đều là dị hợp và dị hợp thì có kiểu gen là A lớn A nhỏ với xác suất là 2 phần 3. Và với cái sự kết hợp giữa A lớn A nhỏ giữa bố và mẹ thì con bị bệnh sẽ là 1 phần 4. Do tổ hợp giữa 1 phần 2 A nhỏ của bố ừ, với 1, 1 phần 2 A, 2 A nhỏ của mẹ. Ừ. Vậy thì khi đó xác suất sinh con đầu lòng bị bệnh thì sẽ bằng xác suất kiểu gen của người bố là 2/3 nhân xác suất kiểu gen của người mẹ ừ, là 2 phần dị hợp và 2. là 2 phần 3 và nhân tiếp với xác suất sinh con sinh con nhỏ cái, cái nhỏ đây bên... là 1/4 thì ta sẽ được 1/9. Và vậy thì xác suất để con đầu lòng của cái cặp vợ chồng bình thường này không bị bệnh là chúng ta sẽ lấy 1 trừ đến 1/9 và ta sẽ được 8/9. Và như thế thì chúng ta sẽ chọn được đáp án đúng là đáp án B. Cô Quyên vừa hướng dẫn các em uh, bài này uh, giải theo cách thứ nhất. À, bây giờ cô hướng dẫn các em giải theo cách thứ hai. À, cách này thì chúng ta trực tiếp là tìm con không bị bệnh. Thì chúng ta cũng áp dụng các cái công thức ở uh, cộng xác suất của các cái sự kiện không đồng thời. Chúng ta xác định là cặp vợ chồng đều bình thường thì chúng ta thấy là nó có thể là có bốn khả năng. Khả năng thứ nhất là cả bố mẹ đều là tính trạng trội hết tức là A lớn A lớn đồng trội đấy A lớn A lớn với A lớn A lớn hoặc là A lớn A nhỏ với A lớn A nhỏ đấy hoặc là A lớn A lớn với A lớn A nhỏ ngược lại là A lớn A nhỏ với A lớn A lớn tức là bố thì mang kiểu gen là đồng hợp trội tất mẹ mang kiểu gen dị hợp hoặc là bố mang kiểu gen dị, dị hợp, hợp mẹ lại mang kiểu gen đồng hợp thế rồi là bố và mẹ thì lại đều mang kiểu gen đồng hợp tất hoặc là bố ừ, mẹ đều mang kiểu, mang kiểu gen dị hợp, dị hợp tất rồi. Nên chúng ta sẽ là có bốn cái trường hợp như thế à. mà sở dĩ ừ. có bốn trường hợp hay ta gọi là tạm gọi là, đó là bốn cái sơ đồ 4... lai bởi vì là um, người bố bình thường có hai kiểu ừ. gen a lớn a lớn hoặc a lớn a nhỏ và người mẹ, mẹ cũng, cũng có hai kiểu cũng gen 2 như thế a lớn a lớn hoặc là a lớn a nhỏ cho nên khi mà kết hợp cái sự kết hợp ngẫu nhiên ờ, giữa bố và mẹ thì có thể có bốn khả năng mà ừ. như cô vừa nói. Thế thì các cái khả năng này trong đó thì ý A lớn A lớn là chiếm 1/3. Bởi vì chúng ta tính là cái người không bị bệnh mà. Thế cho nên là có chỉ có ba tổ hợp là ba cái người không bị bệnh thôi thì nó sẽ chiếm là 1/3. Thế còn cái kiểu gen dị hợp A lớn A nhỏ thì chiếm 2/3. Thế thì ở cái khả năng thứ nhất, xác uh, suất uh, để sinh con bình thường thì rõ ràng là chúng ta thấy rằng là 1 phần 3 của bố, 1 phần 3 của mẹ, mẹ kết hợp lại thì sẽ ra là 1 phần, phần, phần 9. 9. À, như vậy ở khả năng 1 thì cô Hương đã hướng dẫn các em chúng ta tìm được xác suất sinh con bình thường là 1 phần 9. Thế thì đối với khả năng 2 là cái khả năng kết hợp giữa hai bố mẹ đều là có kiểu gen dị hợp thì xác suất sinh con bình thường thì sẽ bằng 3 phần 4 3/4 đây vì chúng ta biết là A lớn A nhỏ với A lớn A nhỏ thì ta được 3/4 bình thường và 1/4 là bị bệnh mà thì chúng ta sẽ lấy 3/4 là của bị kiểu hình bình thường ta nhân với 2/3 xác suất kiểu gen dị hợp của bố nhân với 2/3 xác suất kiểu gen dị hợp của mẹ và ta sẽ được 1/3. Ờ cái khả năng thứ 3 thì thực ra ở đây là khả năng 3 và khả năng 4 chúng ta có thể kết hợp lại luôn với nhau bởi vì khả năng 3 và khả năng 4 nó chỉ là ngược nhau thôi. Lúc thì bố là đồng hợp trội, mẹ thì là dị hợp, ngược lại là mẹ đồng hợp trội, bố dị hợp cho nên là có hai khả năng nhưng đưa vào cùng một cái phép tính. Và chúng ta thấy rằng là với bố hoặc là mẹ nếu mà là đồng hợp trội thì chúng ta sẽ thấy rằng là cái khả năng xuất hiện này chỉ là 1/3. Còn cái kiểu gen bố mẹ dị hợp thì sẽ là 2 phần 3. Cho nên là kết hợp giữa 1 phần 3 với 2 phần 3 của bố và mẹ lại thì chúng ta sẽ có rằng là 2 phần 9. Nhưng vì là hai khả năng bố thế này, mẹ thế kia, ngược lại mẹ thế này, bố thế kia. Cho nên chúng ta lại nhân với 2. Đấy, và như vậy là chúng ta sẽ có là 4 phần 9. Đây là ta kết hợp khả năng 3 và khả năng 4 thì kết quả là chúng ta sẽ có 4 phần 9. Còn nếu không chúng ta tách riêng khả năng 3 riêng, khả năng 4 riêng thì chúng ta lại có là gì? 2 phần 9 cộng với 2 phần 9. Đấy. Thế và cuối cùng à, xác suất để sinh con đầu lòng không bị bệnh là chúng ta lại phải cộng các cái khả năng lại ừ. với nhau. Và như vậy thì cô và cô Hương vừa hướng dẫn cho các em bốn khả năng. Khả năng 1 thì xác à, suất là con là được 1/9, khả năng 2 là 1 phần 3, khả năng 3 với khả năng 4 là 4 phần 9. Như vậy chúng ta sẽ cộng lại là 1 phần 9 cộng 1 phần 3 cộng 4 phần 9 và ta được 8 phần 9. Như vậy với cái cách 2 này thì đáp số là giống với cách thứ nhất. Nhưng có lẽ là chúng ta phải trao đổi xem là nên làm theo cách nào. Cách nào thì nó nhanh hơn. <laughs> Tức như là vậy thì... các em cứ thấy rằng là chúng ta thạo cách nào. Đúng mà rồi. cách nào các em làm ra kết quả nhanh nhất thì các em sẽ làm. À, và cô chỉ lưu ý là ở cái cách này ấy, thì nếu em nào chia ra bốn trường hợp thì các em chỉ có là uh, tách nó ra thì không nhân với 2, còn nếu như các em gộp 3 4 lại thì các em phải nhân với 2 thì nó mới ra là 4/9, còn nếu không thì chúng ta sẽ là 1/9 cộng với 1/3 cộng với 2/9 2 cộng với 2/9 nữa. Thế nhưng mà ở cái bài này thì có lẽ là à sau khi mà các em được tìm hiểu hai cách thì thì cô cũng nghĩ rằng các em sẽ dễ dàng chọn cách một vì nó sẽ phù hợp với lại cả cái kiểu thi trắc nghiệm hiện nay Thế còn chọn cách 2 thì bạn nào mà mà làm quen rồi thì có thể chọn Nhưng mà cũng rất dễ bị quên đấy Bởi vì khả năng 3 với khả năng 4 Bố mẹ là có kiểu gen giống nhau chỉ có đảo ngược cái sự kết hợp thôi Thế đôi khi chúng ta quên Chúng ta thế chỉ ta ta lấy A lớn A lớn, A lớn kết hợp với A lớn A nhỏ thôi Chúng ta quên trường hợp ngược lại thế Và như thế ta lấy 1 phần 9 cộng 1 phần 3 cộng với 2 phần 9 ừ. Thì chúng ta sẽ không lại ra là đáp số đúng và chúng ta sẽ bị sai Đấy tức là cô Quyên đã lưu ý cho các em Là ở đây là bố với mẹ à, Tuy là giống nhau nhưng mà lại là khác nhau bởi vì lúc thì chúng ta có thể tính là bố kiểu gen này, mẹ kiểu gen kia, nhưng cũng có khi là ngược lại. Trên trong cái kiểu gen nhìn là các em không phân biệt thì các em cứ thấy rằng là nó giống nhau nên các em dễ dàng bỏ qua mất một trường hợp. Thế thì nếu chúng ta mà bỏ qua mất một trường hợp là chúng ta sai. Thế thì bài này thì các em cần nhất là lưu ý nhớ là cái trường hợp mà bố mẹ ngược lại với nhau. Bài học của chúng ta hôm nay đến đây là hết. À, xin hẹn gặp lại quý vị các bạn và các em ở chương trình lần sau à, xin tạm biệt